Ok, cảm ơn Dương Thủy rất là nhiều. Cảm ơn ban tổ chức của chương trình hôm nay. Cả nhà chia sẻ hết rồi phải không? Ai cũng khoe cha, khoe mẹ, khoe em. Còn biết khoe ai, giờ mình khoe chồng hết mọi người. ok, chào cả nhà ha. Hôm nay Hồng cũng xuất hiện trên một cái team cũng rất là mạnh của chị Huệ phải không? Và rất là biết ơn ban tổ chức đã làm nên chương trình hôm nay em hôm nay. Nó là một cái sự kết nối vòng tay của các leader và mình cũng rất là biết ơn nhà cung cấp nhân sâm Canada tạo ra rất là nhiều cái zoom và mang đến sản phẩm vô cùng ý nghĩa luôn mọi người. Và thật sự là Hồng Hồng rất là mình hồi xưa giờ mình nói dùng cái từ là hồi xưa giờ không có biết dùng sâm. Mình rất là lúa cả nhà. Khi mà mình nhận được món quà của nhà cung cấp xong rồi mình trải nghiệm mình thấy rất là ok. Sau đó mình để lại cho chồng mình uống, ông xã mình uống nhiều hơn mà mình cũng mua về mình uống, nhưng mà thật sự là mình cũng ngại ngại tại vì mình uống cũng nhiều thứ đó mọi người. Đó, thì cả nhà biết là cái sâm này mọi người nhìn thấy mẫu mã đẹp lắm đúng không? Đây là cái sâm viên nè. Và đầu tiên hết là Hồng uống cái sâm viên và Hồng để lại cho ông xã mình. Ông xã mình bị cái triệu chứng đó là bị đau nửa đầu á, thường xuyên đau nửa đầu và ngủ thì ngủ rất là ngon nhưng mà lại đau nửa đầu mọi người. Thì Hồng cũng hay nói là chắc là bị thiếu máu lên não á. Thì khi mà ông uống xong một hộp là coi như là đến bây giờ luôn là anh uống là không có bị đau đầu nữa. Và đợt vừa rồi á là Hồng có nhận được cái này, mọi người biết là cái sâm gói này rất, mình nói lúa là lúa chỗ này nè. Mình không có biết uống sâm, mình uống sâm viên mình không có cảm nhận được cái mùi sâm đâu mọi người, tại vì để cái viên nó vô á mình uống nước cái mình ực vô mất tiêu à. Nhưng mà cái gói cả nhà biết pha ra, Hồng cũng pha cái tỷ lệ nó cũng mình sợ hơi khó uống á, mình pha cái tỷ lệ nó cũng ít nước, cả nhà biết là pha ra xong cái mình uống nó sao nó nhẫn ha. Cái mình điện thoại mình nói với Vũ Thị Bích Nhài á, cái nhà cười Hà Hồng á mọi người, mà mình nhớ hoài luôn, mình ấn tượng với cái sản phẩm này lắm luôn. Trời ơi, sao chị lúa vậy, chị không biết uống sâm hả, chứ ba em ở nhà mà uống sâm hả là ba em khen vô cùng ngon mà thơm nữa. Trời ơi, nào giờ có biết uống sâm đâu cả nhà. Mình uống sâm viên không à, nhưng mà Hồng nói với cả nhà là Hồng thường xuyên bị mất ngủ, và mất ngủ của Hồng á là tim của Hồng ai cũng biết hết trơn á. Tình trạng mất ngủ của Hồng á có những giai đoạn mà Hồng ngủ rất là ít và mắt mình mất ngủ mà lên lên zoom là mắt mình thâm là nhìn biết luôn á. Thì khi mà Hồng uống có con gói thôi mọi người là ngủ direct tới sáng luôn, mà trong khi đó là mình cảm thấy rất là căng thẳng tại vì mình học nhiều chương trình á, rồi tối mình ngủ cũng muộn nữa, mình cần giấc ngủ sâu để sáng mình thức dậy là mình tỉnh táo, không cần phải ngủ nhiều nhưng ngủ sâu là quan trọng. Nó chính là cái điều mà mình rất là tâm đắc cái chỗ này. Mình uống con gói là mình ngủ direct tới sáng luôn và thức dậy thì rất là khỏe người. Và chính vì vậy mà Hồng thấy là cái sản phẩm này nếu mà chúng ta là con trong gia đình phải không, mà chúng ta đề nghị chúng ta mua cái này về làm quà mà biếu tặng ba mẹ, thì có một điều đó là chúng ta mang cái phi vật chất vào cái vật chất này thì nó sẽ mang đến một cái ý nghĩa vô cùng lớn. Và cha mẹ của chúng ta cũng cảm thấy rất là thích với cái sản phẩm này. Khi mà các bạn có vật chất mà các bạn biến lồng cái phi vật chất vào trong, có nghĩa là khi mà mình mang cái tình cảm trong cái sản phẩm về tặng cho cha mẹ, thì cha mẹ lúc đó sẽ nhận trọn vẹn cái tình thương của các bạn, cảm nhận được cái sự trân quý của các bạn đối với cha mẹ của mình, đối với sức khỏe của cha mẹ. Và chính vì vậy mà Hồng cảm thấy là đây là cái sản phẩm mà chúng ta làm quà tặng, thậm chí là tặng cho sếp, tặng cho các anh chị ở cơ quan của mình, nó cũng rất là ý nghĩa. Và có gói như thế này các bạn có thể là mời mời người khác dùng, giống như chị Tiết nói không, về là chị Tiết mời. Cho nên là Hồng nói ở đây là chúng ta kinh doanh với cái sản phẩm này, chúng ta có thể chia được cái gói nhỏ này ra và chúng ta có được cái tệp khách hàng. Mọi người biết là 30 gói một hộp như vậy, có anh chị nãy hỏi đó, 30 gói, 30 gói như vậy chúng ta có được 30 khách hàng rồi đó cả nhà. Phải không? Và chúng ta kinh doanh với cái sản phẩm này Hồng thấy là nó rất là hữu dụng và cảm nhận nhanh, và uống người ta cảm nhận luôn cái sản phẩm này ngay lập tức. Và Hồng cảm thấy là khi mà chúng ta kinh doanh
chúng ta cần cái gì đó nó phải nhanh, chốt nhanh, kết quả nhanh thì người ta sẽ ra quyết định nhanh. Và Hồng thầy rất là tâm đắc với cái sản phẩm này, và Hồng cũng làm cái phòng để mà mình tư vấn sức khỏe. Sắp tới thì mình sẽ chuẩn bị mọi thứ hết, chỉ cần là đầy đủ dụng cụ nữa là mình làm thôi. Thì rất là biết ơn nhà cung cấp. Hồng cũng có một số chia sẻ như vậy thôi, và những cái kết quả gia đình của Hồng và cái cách để mà mình có thể tiến tới kinh doanh và mình có thể có doanh số cao, phải không? Đối với Hồng là cái việc